Hà Nội Nhạc Phố xin kính chào tất cả các bạn. Các bạn hãy chuẩn bị nghe một cặp loa của Yamaha NS55 đi cùng với Amply F07 của đàn ông nhé. Một cặp loa bút sale. Và chúng ta đang nghe nhạc trên YouTube qua cổng kết nối AUX. Đang ở chế độ cân bằng bass treble không có chỉnh gì hết. Mỗi loa 80W. Guitar khá là quen thuộc trên YouTube, cặp loa Yamaha NS55 nha các bạn, Made in Japan. Đây là một cặp loa bút sale rời với kích thước 34cm, chiều cao 34cm, bề ngang của nguyên một bộ như này, mình hình dung các bạn hình dung nguyên một bộ này đang là 66cm, còn chiều sâu của loa là 21cm nha các bạn. Cặp loa này ở phía trên nhìn khá vuông. Còn đây là cái lưới sắt của nó, phần bass và phần treble được bảo vệ bởi nguyên một khung lưới sắt này. Các bạn mở bốn góc này ra thì lấy nguyên một khung này ra luôn các bạn. Đấy, nó bảo vệ bằng nguyên một cái khung này luôn, khá là dày. Và đó là một cái điểm nhấn trang trí của cái dòng Yamaha này. Đấy các bạn, ngoại hình cũng còn khá là mới nha các bạn. Nếu mà các bạn đặt chơi trong phòng dưới 25m², phòng kín, rất là ok, một cặp loa bút sale chơi nhạc trữ tình, nhạc thiên về các nhạc cụ hòa tấu, guitar vân vân. Và nếu các bạn có thể dễ dàng chỉnh cái âm bass của một cái âm ly lên thì cái bass 16 này cũng đáp ứng khá tốt cái âm trầm nha, của dòng Yamaha thì đã đáp ứng rất là tốt tiếng bass. Nếu mà cùng so sánh những cái dòng này với những cái cùng kích thước này và cùng cái năm sản xuất này đối với những cái dòng loa khác thì cái âm trầm của Yamaha này thật sự là nổi bật hơn. Mỗi loa 80W thì các bạn cũng dễ dàng để làm một cặp loa lời, một cặp loa lời để hỗ trợ cho một cái dàn âm thanh hiện hữu của các bạn, một dàn âm thanh lớn, hoặc là các bạn làm một cái loa lời cho cái dàn karaoke rất là tốt các bạn. Còn nếu chơi riêng một mình nó thì bass mid treble cũng rất là rõ ràng. Và bây giờ chúng ta test tiếp một bài nhạc trữ tình nhé. Chép rất là nhuyễn, rất là sáng luôn. Thank you.
tiếng bass nhanh nhé. Chúng ta sẽ chỉnh bass maximum lên, thử coi nó thể hiện nhạc điện tử như thế nào nhé. Chép thì rất là sáng rồi đó. The only key know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacio. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero respirarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Eso es. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca los lugares. Bass 16 các bạn, cái màn giấy nguyên bản của nó, gân vải nguyên zin, rất là mềm, còn rất là mềm nè, cái không bị chai. Đây cái phần mic cũng vậy, và nó là một cái wow, nó là một cái mũi bằng hợp kim các bạn, không phải bằng nhựa nha. Mũi khá là đưa ra khá là xa. Một cái cấu trúc này cũng khá là đặc biệt các bạn, nó lõm, nó khuyết ở phần bên trong nè. Đây, cái chép này 6cm. Và cái mũi chép này bằng hợp kim nè, nó hỗ trợ cái âm chép cao rất là tốt. Đây, phòng bass 16, lỗ thông hơi nằm ở đây. Còn rất là vuông vức góc cạnh các bạn. Thấy các bạn, bảo vệ về một cái khung rất là chắc chắn. Và bây giờ mình chỉ cần bắt bốn ốc cho thôi các bạn ạ. Chúng ta đang test cặp loa NS55 của Yamaha Made in Japan, đi cùng với Amply Denon F07 mặt phay nhôm màu vàng chanh. Công suất của hai đây, công suất của dàn này khá là tương đồng. Nó đánh một cặp loa dưới 80W, rất là hợp lý. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Các bạn hãy chọn cho mình một cặp loa và cả dàn máy này nếu các bạn cảm thấy đây là sự phối hợp tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi, và đừng quên bấm like cho mình nhé.